Alo, à, dạ vâng, xin chào tất cả các bạn Xin chào tất cả anh chị em Chúng ta đã quay trở lại với Minh Nhật Xoay Cầu 286 Thì ngày hôm nay Đề chúng ta về con 69 Về 469 mọi người nhé Hay là đề tổng 5 Hôm qua thì trên video và Lúc 4 giờ chiều nay Mình bắt đề bạch thủ tổng 4 Thì chúng ta chỉ có Đó là con 68 thôi nhỉ Hơi tiếc mọi người nhỉ Mấy hôm nay mình bắt đề Thì toàn bị lệch Mất một một tổng Tức là hôm trước bắt tổng 2 thì về tổng 3 hôm nay bắt tổng 4 như lại về tổng 5 tức là con 68 này thì mình bắt tẩu cho anh em thì nó không ít số thôi không nhiều thì cả cặp thì ví dụ 595 cũng như là 686 Nói chung là vào tổng thì nó cũng không ăn làm đúng thôi bởi vì cơ bản là mình thích bắt tổng hơn ít số mọi người ạ thì nó rơi vào đây là khoảng 10 số thôi anh em nhé để cho anh em chơi cho nó ít số về phần lô tô thì ngày hôm nay kênh cho anh em chúng ta là con 65 cộng với con lô khung là con 75 ngày thứ nhất thì lô khung chúng ta cũng đã ăn rồi và lô bạch thủ chúng ta cũng đã ăn Đấy. cầu thì để tham khảo thì nó lại ăn còn cầu nào mình kết cái là hơi hơi kết lại cái lại sập anh em ạ mình thẳng thật với các bạn thôi lâu lắm rồi thì kênh mới bắt đầu thấy dấu hiệu là ăn lại thì này nổ được là hai nháy ở như thế cũng rất chi si là ok rồi thì mình hy vọng là kênh cũng đã cắt được cái dây đen để cho anh em cũng như các bạn ở trên video của mình các bạn yêu quý mình cũng như là anh chị em chúng ta vẫn còn tin tưởng thì các bạn tiếp tục theo kênh cũng như là tin tưởng kênh vào ngày mai thì mình sẽ dự định cũng như là bắt được những cái lô cho anh em thì uh, về cơ bản các cái đường cầu của mình uh, theo như mình thấy thì cũng uh, đã hoàn thiện phải nói đến 90 rồi tiếp tục đã quay trở lại với cái đường cầu uh, thân quen cũng như là đường cầu quen thuộc của mình hay bắt rồi thì uh, hôm nay mình thấy là về hầu, hầu như là toàn bộ mọi người nhé về gần hết thì cho nên là mình thấy là rất chịu ok rồi khi mà cầu mình bắt cho anh em nó nổ được hai nháy thì Mình nghĩ là như thế là Thành công lắm rồi mọi người nhé Cho nên ngày mai thì mình thật sự cũng không, không ngại lắm khi mình bắt những cái lô tiếp tục cho anh em Thì uh, mình sẽ tiếp tục quay trở lại như cũ Thì uh, anh em cũng như các bạn vào ngày mai uh, Sẽ tham khảo cho mình uh, Lưu ý thực sự cho mình một số cặp lô Để mình Tập kết lại để Cuối cùng là mình chốt cho anh em lựa chọn để mình chốt cho anh em mọi người nhé Thì uh, chúng ta sẽ có khoảng khá là nhiều đây Thì về phần đầu tiên về cầu đầu tiên chúng ta sẽ có hai cầu lô rơi và đường cầu này đang chạy cũng tương đối là thông rồi thì anh em uh, lưu ý cho mình nhá đường cầu này thì chạy uh, phải nói mát cót cũng như mát chỉ rồi cũng phải rơi vào khá là nhiều ngày rồi mọi người ăn liên tục thì bắt đầu thôi mùng 1 tháng hôm 10 thì đến ngay hôm nay là mùng 7 thì chạy được khoảng 7 ngày rồi mọi người nhé đây là đường cầu lô rơi thì cặp đầu tiên mà anh chị em cũng như các bạn ta lưu ý cho mình vào ngày mai nếu mà các bạn đã đánh lô dàn À, lưu lưu cho mình là 18 à 141 à, cặp tiếp theo là cặp 282 thì đây hai cặp lô rơi mà anh chị em nào cũng như là các bạn ta thích thì các bạn chúng ta thể là đánh vào đấy khoảng 5 10 điểm bạch thủ thì anh em đánh đúng hai con đó là con 41 và con 82 thì đây là hai con bạch thủ lô rơi và các bạn cũng như là anh chị em chúng ta lưu ý còn về phần lô mới cũng như là à, cầu lô kết của mình thì mình sẽ có cho anh em chúng ta là ba cặp lô để các bạn thực sự phải lưu ý vào ngày mai cặp đầu tiên đó là cặp 070 cặp thứ hai đó là cặp 898 và cặp cuối cùng đó là cặp lô tô 2662 thì đây là ba cặp lô mới cũng như là lô chưa về dành uh, cho ngày mai ngày mùng 8 thì anh chị em cũng như các bạn chúng ta lưu ý cho mình à, đó chính là các bạn sẽ đánh cho mình trong ba cặp này thì mình sẽ lựa chọn cho anh em chúng ta là một cặp thôi về phần mình thì chúng ta sẽ đi phân tích xem là cầu thì mình có rồi nhá cầu thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi soi thì ra được mấy cặp như thế như thế này thôi nó là một cặp về phần uh, phân tích thì uh, mình sẽ uh, đi sâu hơn cho anh em cũng như các bạn chúng ta về phần uh, cái tần suất ô tô để xem cặp nào sẽ là cặp uh, sáng giá hơn ngày mai thì ở đây chúng ta sẽ có uh, 070 cũng như là 626 hai cặp này thì về phần ở lô chúng ta đang thấy là hai cặp con 2662 rất là đẹp khoảng tầm 5 ngày thôi mọi người ạ 56 ngày thì tính theo cái biên độ cũng như là về phần nhịp độ của bên cái tần suất này thì mình nghĩ là cũng vừa chín mùi à, tất nhiên rồi thì cái tần suất ô tô các bạn cho là chỉ dùng để tham khảo thôi chứ nó không có một căn cứ gì cũng như là không có một cái gì đó để khẳng định được con lô này nè nó sẽ về mọi người nhé Đấy, cho nên là mình chỉ để cho anh em người bạn tham khảo thôi đến cặp cuối cùng là cặp 898. Thì về phần cặp này thì con 89 về cái tần suất của nó thì nói chung là rất là nét rồi. Khoảng 6 ngày. Về một lần mọi người nhé Về cái con 89 này không có gì phải phải bàn cả. 98 thì cũng rất là đẹp. 98 thì đây là 5 ngày. Vừa khi anh em ạ, lúc nào chỉ 5 ngày. Cặp này 898 thì ngày mai phải nói là một cái cặp lô phải nói là tuyệt sắc mọi người ạ. 898. Hầu như thì trong ba cặp này, cặp nào cũng đẹp. 262 070 cũng như là 898 và tất nhiên rồi thì mình sẽ vẫn bỏ cho anh em cũng như bạn ta vào một cặp lô khung à, cũng như là à, một cặp bạch thủ mọi người nhé thì để mới nói lựa chọn thì à, mình sẽ lựa chọn cặp cặp 070 vào lô khung cặp 898 và bạch thủ mọi người nhé 070 vào lô lô khung này 898 thì vào bạch thủ trong ngày mùng 8 tháng 10 thì uh, trước khi vào phần chốt số thì anh em cũng như các bạn chúng ta có thể là uh, vào zalo tham khảo zalo đội ngũ Đó là 058-9507-014 thì uh, anh em kết bạn nhận số tùy tâm đấy, cái tỷ lệ bạch thủ là rơi khoảng 95% thì uh, trong nhóm này uh, chốt số cho anh em thì miễn phí ai ăn được cũng như vào vừa rồi thì có thể lập lại cho người ta một chút đấy thì uh, hầu như là như vậy thôi giúp anh em thì uh, tùy tâm anh em chúng ta vào thì vào là tham khảo số các bạn ta vào một hai ngày không chơi cũng được mọi người nhé vào tham khảo một hai ngày thấy tỷ lệ chuẩn cũng như là bạch thủ người ta cho anh em chúng ta đúng tỷ lệ 9% thì anh em chúng ta sẽ theo họ mình phải nói mình khẳng định với anh em chúng ta một câu là như vậy thì uh, thời gian nó rông dài chốt số cho anh em thì uh, từ bây giờ đến tận chiều ngày hôm sau nên là nó rất là rất chi là thoải mái mọi người nhé ở cho nên anh em mà chúng ta muốn uh, tham khảo bạch thủ lô tỷ lệ 9% thì các bạn đã cứ kết bạn với số điện thoại 0 là 058 9507 014 Thì mình cứ ghi là không lọc láo vậy thôi Anh em chúng ta để cho những người ít tiền Cũng như là người không có điều kiện Các bạn chúng ta vẫn tham gia được Và không mất cái gì mọi người nhé Tham gia nhóm không mất, không, mất cái gì cả Thế là anh em chúng ta cứ nhắn tin à, Kết bạn với với họ Họ sẽ chăm sóc cũng như là nhắn tin trả lời lại cho anh em à, Chúng ta rất là nhiệt tình thôi Cái gì anh em chúng ta không biết Thì người ta sẽ hướng dẫn cho anh em Cái thủ tục để anh em chúng ta vào nhóm Rất chỉ là đơn giản mọi người nhé Không mất cái gì cả Cho nên là các bạn ơi chị em chúng ta cứ lưu ý nếu mà anh em chúng ta tham khảo số thì các bạn cứ kết, kết bạn và nhắn tin cho họ không mất cái gì cả đấy sợ anh em chúng ta bảo là zalo có cái gì của rẻ là của ôi cũng như là miễn phí nó không có cái gì cả thì đây là mình trong cái giai đoạn này mình đang chưa có được sự may mắn thì mình để cho một người anh em cũng như một người bạn trong đội ngũ đấy, người ta sẽ triển khai cũng như là lên danh sách chốt được cho anh em và biết đâu được các bạn anh chị em đang thu thông vào đấy là được ăn cái dây đỏ chúng ta lại về bờ thì sao đúng ạ đó thì nói thế thôi nhỉ nó nhiều quá nói rông nó dài thì lại thành nói, nói dại thì bây giờ là mình sẽ chốt xuống luôn à, ngày mai tháng 98 anh chị em tham khảo à, lô khung đó là 070 mọi người nhé 262 đẹp quá nha bạn nhưng mà mình cũng uh, cũng chưa biết là phải cho anh em cho đánh như thế nào để nói là như vậy ngày mai thì 262 nói chung là quá đẹp anh em cho nên các bạn ta kết thì các bạn ta nên chơi mọi người nhé Mình cũng uh, Thực sự là cũng không, không thể cho thêm vào đây được Thật sự là như vậy 62 quá nét rồi Cũng rất là kết đấy mọi người nhé Nhưng mà nếu mà các bạn đã đánh xiên Kép xiên thì các bạn phải lưu ý và ghép vào ghép vào xiên giữa có mươi 89 và con 62 Cộng nó còn 98 và con 62 Thì um, theo như mình đánh, đánh giá thì uh, kênh cũng đã bắt đầu trở lại được cái dây đỏ của mình rồi Thì anh em cũng như các bạn ngày mai có thể là mạnh tay được mọi người nhá chơi và chơi theo kênh thì mình nghĩ là à, bắt đầu từ bây giờ thì cái dây thông của mình sẽ kéo dài khoảng cũng phải vài ngày đấy cũng phải một tuần trở lên nếu mà anh em chúng ta thực sự kết cũng như là tin tưởng kênh thì các bạn có th thể, theo được cái con số kênh thì các bạn là cứ tiếp tục còn không thì anh em chúng ta nên dừng ở mức tham khảo tránh tiền mất tật mang không được cái gì cả mọi người nhé đó thì đó là những lời chia sẻ thật thật của Minh Nhật tới tất cả cô dì cho bác cũng như là anh chị em Đấy, nam thanh nữ tú thì mình hy vọng là mọi người ủng hộ và tiếp tục đồng hành cùng Minh Nhật Soi cầu 286 vào những ngày tiếp theo thì uh, uh, Mặc dù kết quả cũng không được tốt, uh, với anh em chúng ta đi like mình cũng khá là nhiều Và cái đợt like cũng đã giảm xuống rất là nhiều rồi Thì mình hy vọng là trong những ngày tiếp theo thì cái, cái tỷ số này nó sẽ thay đổi Cũng như là anh chị em các bạn sẽ ghi nhận sự đóng góp của kênh dành uh, tới tất cả các bạn Đen thì cũng có dậy thôi và đỏ thì thực sự là không biết được mọi người nhé. Thì uh, chúc tất cả các bạn cũng như là anh chị em chúng ta may mắn. Và mình tiếp tục hẹn anh em. Cũng như các bạn ta vào 4 giờ chiều ngày mai. Hy vọng chúng ta bắt tổng không bị lệch nữa mọi người nhé. Ok. Xin chào. Hẹn gặp lại tất cả mọi người.